thật cực sốc về Tí, Tim Lâm Vlog và lý do rời Tim Lâm Vlog. Alo alo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với BMG Khám Phá, và lại là Chuối đây. Nếu như các bạn vẫn còn nhớ thì chỉ mới vài tuần trước thôi, BMG Khám Phá đã đăng tải một video nói về lý do Lê Tú, thành viên của Tim Lâm Vlog đã rời khỏi team YouTube của hot YouTuber Bình Dương. Và có rất nhiều anh em fan cứng của BMG Khám Phá đã vô cùng quan tâm tới video clip đó. Thế nên ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một thông tin cũng thú vị không kém về một thành viên nữa của Tim Lâm Vlog cũng đã rứt áo ra đi sau một quãng thời gian gắn bó thân thiết. Thành viên mà chúng đang nhắc tới đó là Tí, một thành viên cũng có độ tuổi khá lớn trong team, chỉ kém mỗi Lâm Vlog và thành viên Thương. Không biết là Tim Lâm Vlog có kỵ với chữ T hay không, mà hết Tú rồi lại Tí đều rủ nhau say goodbye hết. Có thể nói cũng giống như Tú. Tí cũng là thành viên cốt cán và nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả. Tuy nhiên chỉ vỏn vẹn sau một năm đồng hành thì anh chàng cũng chính thức nói lời tạm biệt với các fan hâm mộ của kênh Lâm Vlogs. Vậy lý do đằng sau sự ra đi của Tí là gì? Liệu có phải đã có sự tranh chấp và bất hòa giữa Tí và các thành viên còn lại hay không? Nếu như các bạn tò mò thì hãy cùng Chuối và BMG Khám Phá tìm hiểu ngay trong video hôm nay nhé! 1. Ra đi vì anti-fan. Lâm Vlog vốn là một kênh YouTube vô cùng nổi tiếng chuyên thực hiện các video thử thách, sinh tồn thú vị, thu hút được đông đảo người hâm mộ. Để có thể đi đến thành công như ngày hôm nay thì bên cạnh tài năng của Lâm Vlog, chủ kênh YouTube triệu sub thì các thành viên luôn luôn xuất hiện và đồng hành cùng anh trong mỗi video cũng chiếm một phần không hề nhỏ. Ân, Đại, Thương, Toàn, Vĩ, Tí đều là những cái tên cốt cán tạo nên những tình huống dở khóc dở cười, đem lại tiếng cười cho khán giả theo dõi kênh. Tuy nhiên, các anh em biết đấy, không có gì có thể chắc chắn những người bạn diễn tài năng này sẽ đồng hành cùng với Lâm Vlog đến những chặng đường cuối cùng. Quả thật là như thế. Tính tới thời điểm hiện tại thì team Lâm Vlog đã phải buồn lòng tạm biệt hai thành viên vô cùng nổi tiếng, đó là Tú và Tí. Trong đó, Tí là thành viên vô cùng nổi bật và đã đi với team từ những ngày đầu thành lập kênh YouTube. Sự ra đi của Tí đã để lại cho khán giả cũng như là Lâm Vlog nhiều tiếc nuối. Lúc này nhiều khán giả cũng vô cùng tò mò và đặt dấu chấm hỏi lớn trước quyết định của Tí, bởi vì có thể thấy rõ rằng anh vô cùng thành công khi là một thành viên của kênh. Tuy nhiên, cũng không để cho khán giả phải đoán già đoán non thì Tí cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Theo như video mà Tí đăng tải trên kênh YouTube riêng về lý do anh rời team thì đó là do anh cảm thấy áp lực và buồn lòng với các anti-fan. Cụ thể, theo như anh chia sẻ thì trong video ăn mừng 3 triệu sub của Lâm Vlog đã có rất nhiều khán giả và bình luận cho rằng Lâm Vlog đang phân biệt đối xử và quan tâm Tí hơn An. Nhiều người bất bình thay cho An và comment những lời không hay về Tí. Sau khi đọc được những lời bình luận thì Tí cảm thấy vô cùng buồn. Lâm Vlog cũng đã khuyên bảo đàn em của mình đừng quan tâm đến những lời bình luận đó, họ nói gì kệ họ, mình cứ tiếp tục làm chuyện của mình. Thế nhưng lời bình luận ấy càng ngày càng ác ý, càng đọc Tí càng cảm thấy áp lực. Điều đó dẫn đến việc anh cảm thấy chán nản. Anh có chia sẻ rằng có thời gian khi lên video của Lâm Vlog, Tí đã phải tìm những góc khuất người để tránh vào khung hình cho đến hết video. Dần dà lâu ngày anh cũng không thể tiếp tục nên đã nói chuyện với Lâm Vlog để xin nghỉ. Ngoài ra anh cũng chia sẻ thêm là hiện tại anh cũng đã lớn tuổi rồi, cũng phải dành thời gian lo cho gia đình và trang trải cho cuộc sống. Khi còn là thành viên của Lâm Vlog, anh không còn nhiều thời gian dành cho gia đình nữa, thế nên anh chàng mới đưa ra quyết định xin nghỉ. Lâm Vlog cũng đã đăng tải một video nói về lý do đàn em của mình rời khỏi team. Theo đó, anh có chia sẻ rằng lý do Tí xin nghỉ bên kênh Lâm Vlog là do không có thời gian chăm sóc gia đình khi đi quay video cùng với anh em. Ngoài ra, việc Lâm Vlog liên tục ra các video 24 giờ cũng khiến cho sức khỏe của Tí bị ảnh hưởng, anh cũng rất hay mệt mỏi. Ra đi trong hòa bình chứ không hề có bất cứ xích mích gì với các thành viên bên trong team như nhiều người dự đoán. Tí cũng có chia sẻ rằng anh ra đi hoàn toàn không phải là có cãi vã hay xích mích gì, mà ngược lại, khi là thành viên của team Lâm Vlog, anh đã có rất nhiều kỷ niệm, cả vui lẫn buồn. Các anh em chơi với nhau cũng rất hết lòng, thế nên mong khán giả sẽ không suy diễn quá nhiều về việc anh rời team. Chưa dừng lại ở đó, bên cạnh việc cho khán giả câu trả lời chính thức về sự ra đi của mình, Tí còn mong muốn khán giả có thể ngừng so sánh giữa anh và Lâm Vlog. Theo đó, sau khi rời team thì anh đã thành lập một kênh YouTube khác của riêng mình. Thế nên nhiều fan của Lâm Vlog đã cho rằng anh đang bắt chước Lâm Vlog, ăn cháo đa bát, lợi dụng Lâm Vlog để chuộc lợi cho mình. Tuy nhiên thì lại hoàn toàn không có chuyện đó xảy ra. Theo Tí chia sẻ rằng, còn vấn đề mà các bạn hỏi mình là bắt chước hay là nọ đó thì mình nói thẳng với các bạn luôn, chắc là mình đang học tập với nhau. Nói chung mà cái gì hay thì mình cố gắng mình làm theo và mình cải tiến cái video có thể là hay hơn,
hay là trung bình tạm gì đó. Thực chất cái đó chỉ gọi là học hỏi nhau thôi các bạn. Ngoài ra bản thân Tý và Lâm đều là anh em chí cốt với nhau từ nhỏ đến lớn. Chính vì vậy việc các khán giả đem anh ra so sánh với Lâm Vlog và những bình luận không hay sẽ khiến cho mối quan hệ của anh và Lâm bị ảnh hưởng. Điều cuối cùng mình mong muốn ở các bạn là đừng đem mình với anh Lâm ra so sánh nữa. Vì tụi mình cũng là anh em, chơi với nhau rất thân, nên cái việc mà đem ra so sánh với nhau thực tế là nó sẽ gây ra mâu thuẫn giữa anh em với nhau. Vì vậy, Tý rất mong khán giả có thể hiểu cho việc anh rời team Lâm Vlog và không bàn tán gì về vấn đề này thêm lần nào nữa. Hiện tại, sau khi rời khỏi team Lâm Vlog, Tý cũng đã theo đuổi công việc chính của anh. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì anh tạo dựng một kênh YouTube riêng cho mình và đăng tải các video anh quay được lên kênh. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Bình luận xuống bên dưới cho BMG Cảm Phá được biết nhé! 2. Kênh YouTube bị hack. Sau khi rời khỏi team Lâm Vlog để tiếp tục sự nghiệp YouTuber cũng như là lấy đà từ sự nổi tiếng trước đó, Tý nhanh chóng thành lập một kênh YouTube riêng của mình, chính thức xây dựng bờ cõi trên thị trường YouTube. Cũng giống như kênh Lâm Vlog, đại đa số các video mà Tý đăng tải cũng xoay quanh các vấn đề như thử thách, trốn các anh em trong nhà, vân vân. Có lẽ nhờ sự nổi tiếng từ thời còn là thành viên của team Lâm, thế nên kênh YouTube của Tý đã nhanh chóng được rất nhiều người quan tâm theo dõi và kênh của anh đã chạm mốc 2.000 subscriber với lượt xem cao ngất ngưởng. Những tưởng cánh cửa thành công đang chào đón Tý thì bất ngờ, anh chàng bị hack mất kênh YouTube nút bảng của mình và anh không thể làm gì để khôi phục lại kênh YouTube cũ. Thế là hơn 200.000 người đăng ký đã bay biến trong vòng một nút nhạc, bao nhiêu công sức của Tý cũng đổ sông đổ bể. Thiết nghĩ anh nên bắt tay với Sang Vlog sản xuất một video có tên Những YouTuber xui xẻo nhất của đất. Chú ấy nghĩ sẽ có rất nhiều người thích thú video này đấy. Tuy nhiên, với chút thử thách như thế cũng không đủ để khiến cho anh chàng này cảm thấy nản lòng. Ngay lập tức anh đã tạo lập một kênh YouTube nữa, lấy tên là TYT. Tuy nhiên, kênh YouTube mới này lại không có độ phát triển khủng khiếp giống như kênh cũ. Khi tính đến thời điểm hiện tại, anh mới chỉ chạm mốc hơn 3.800.000 người đăng ký và vỏn vẹn 7 video. Tuy rằng lượt view của mỗi video cũng khá khá, nhưng cũng chỉ là mối bỏ bể so với kênh cũ. Quả thật là đáng tiếc phải không các bạn? Các bạn thấy anh chàng Tý này như thế nào? Riêng chú ấy thì rất nể phục anh chàng này khi có thể vực lại tinh thần ngay sau cú sốc mất kênh lớn đến như thế. Ngoài ra thì anh cũng đã vô cùng dũng cảm khi có thể bỏ ngoài tai những nghi ngờ, những ác ý của anti-fan, vững tâm xây dựng một mảnh trời riêng cho mình. Các bạn có thấy nể phục anh chàng này giống như chú ấy không? Nếu có thì ngại gì không comment xuống bên dưới để chú ấy được biết đúng không nào? Bây giờ thì thời lượng của video cũng đã hết. Chú ấy phải chào tạm biệt các bạn rồi. Nếu các bạn thấy thích video thì đừng quên like, share và bấm nút subscribe để tạo thêm động lực cho chú ấy cùng BMG Khám Phá có thể ra thêm nhiều các video thú vị phục vụ các bạn nhé. Nếu như các bạn muốn xem video nhanh nhất thì đừng quên bật chuông thông báo ngay dưới đây thôi. Bây giờ thì chú ấy phải đi đây. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye.